Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày mùng 9 tháng 8 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này thì giá vàng trên thị trường thế giới tăng khá mạnh trở lại, tăng tới khoảng 14 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ tăng là 0,78%. Hiện tại đang giao dịch quanh ngưỡng 1.788 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.770,55 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.789,88 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này quay đầu giảm với tỷ lệ giảm là 0,18%, giao dịch quanh ngưỡng 106,380 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thì vẫn trong xu hướng tăng với tỷ lệ tăng là hơn 3%, giao dịch quanh ngưỡng 23.900 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm quay đầu giảm khá mạnh với tỷ lệ giảm là 3,04%, giao dịch ở mức 2,746% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô hiện tại quay đầu tăng trở lại với tỷ lệ tăng là 2%, giao dịch ở mức 90,489 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết thì trong cuộc khảo sát mới nhất về vàng thì một số nhà phân tích thị trường đánh giá báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ vừa mới công bố cuối tuần vừa qua đã thổi bay mọi sự cố gắng của vàng ít nhất là trong ngắn hạn. Báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ tích cực vượt mọi dự báo đã làm thay đổi tâm lý thị trường trong ngắn hạn bởi các nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ duy trì lập trường chính sách tiền tệ tích cực trong tháng 9. Đa số các dự đoán đều cho rằng Fed có khả năng tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản trong tháng tới. Theo nhà phân tích thị trường cấp cao, ông Edward Moya của ONDA cho biết, mặc dù vàng kết thúc tuần giảm 1%, nhưng sự sụt giảm này không có nghĩa là vàng sẽ phải chịu một đợt bán tháo lớn nữa và trở lại mức 1.700 đô la Mỹ trên một ounce. Ông cho rằng vùng giá 1.750 cho đến 1.770 đô la Mỹ trên ounce sẽ là mức hỗ trợ tốt cho vàng. Theo ông Azenday, chủ tịch của Azenday Asset Management cho biết, ông trung lập với vàng trong tuần này vì dữ liệu việc làm mới nhất sẽ khiến cho các nhà đầu tư vàng thận trọng hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì ông nói thêm rằng trong dài hạn ông vẫn lạc quan về vàng. Tuy nhiên thì không phải nhà phân tích nào cũng có cái nhìn bi quan về giá vàng trong tuần này. Và lưu ý rằng giá vàng vẫn đang giữ mức hỗ trợ. Theo ông Jim Quickup, chuyên gia phân tích cấp cao tại Kitco Metal cho biết, thị trường vẫn có một số động lực tăng giá kỹ thuật và có thể khiến giá tăng cao hơn trong tuần này. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Như quý vị và các bạn cũng đã biết thì trong phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng SJC trong nước hầu như là không có biến động. Giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,3 triệu đồng trên lượng và bán ra ở mức 67,3 triệu đồng trên lượng. Một số doanh nghiệp khác như là tập đoàn Doji giao dịch giá vàng SJC ở mức thấp hơn là 66,25 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 67,25 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Giá vàng hôm nay tiếp tục giữ ở trên vùng 67 triệu đồng trên lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp neo ở mức cao khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. Trong khi đó thì với giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh mức 52,45 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 53,35 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Như vậy là giá vàng SJC được neo ở mức cao dù sức mua không tăng mạnh. Theo một số công ty vàng thì hiện người mua trộm vàng nhẫn 24K các loại nhờ biến động sát hơn so với giá vàng thế giới. Hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới quy đổi theo tỷ giá niêm yết rơi vào khoảng 50,9 triệu đồng trên lượng, thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng hơn 16 triệu đồng trên lượng. Với mức chênh lệch quá cao của giá vàng SJC và thế giới, nhiều người mua vàng chuyển sang mua vàng 24K các loại để hạn chế rủi ro khi mà vàng SJC có đảo chiều. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây thì chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Mặc dù ở thời điểm này giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu tăng khá mạnh, tuy nhiên thì với thị trường vàng trong nước chưa đến giờ mở cửa phiên này,
Do đó mà tại hầu hết các hệ thống kinh doanh chưa có điều chỉnh về giá quý vị và các bạn nhé. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Vì vậy quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn ngay sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.630.000, bán ra 6.725.000, giảm 300.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 350.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, giảm 35.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. PNG Hà Nội mua vào 6.635.000, bán ra 6.730.000, tăng 5.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không thay đổi. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000, giảm 20.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6.625.000, bán ra 6.725.000. Phú Quý SJC mua vào 6.630.000, bán ra 6.725.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.631.000, bán ra 6.723.000. Mi Hồng SCC mua vào 6.655.000, bán ra 6.705.000, giảm 5.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.630.000, bán ra 6.750.000. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 6.625.000, bán ra 6.725.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000, giảm 30.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại vẫn đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. SJC Huế mua vào 6.627.000, bán ra 6.733.000. SJC Bình Phước mua vào 6.628.000, bán ra 6.732.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6.630.000, bán ra 6.730.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.632.000, bán ra 6.735.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.630.000, bán ra 6.732.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.628.000, bán ra 6.732.000. Cuối cùng sẽ là giá nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Trước giờ mở cửa phiên này thì giá nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác vẫn duy trì xuống giảm trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua quý vị và các bạn nhé. Hiện tại thì giảm trong khoảng 83.000 đến 200.000 đồng trên mỗi lượng, hay là giảm trong khoảng 8.300 đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.235.000, bán ra 5.325.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.225.000, bán ra 5.285.000. Giảm 20.000 ở trên mua vào và bán ra với hai loại vàng này. Vàng 24K mua vào 5.102.700.000, bán ra 5.232.700.000, giảm 19.800 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.779.100.000, bán ra 3.979.100.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 14K mua vào 2.896.500.000, bán ra 3.096.500.000. Vàng 10K mua vào 2.019.100.000, bán ra 2.219.100.000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.